Và bây giờ chúng ta để thì giờ cùng học lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ra ở trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 25 cho đến đoạn 5 câu số 5. Đúng ra thì chúng ta sẽ học cả đoạn 5, nhưng mà vì nó dài cho nên tôi chỉ đọc cho phần đầu của đoạn 5 thôi. Xin kính mời Hội Thánh toàn thể đồng đứng lên một lần nữa. Chúng ta lắng nghe và tiếp nhận lời sự sống. Mỗi khi chúng ta nghe lời Chúa thì Kinh Thánh nói đó là lời sấm truyền, có nghĩa là từ trên ban xuống. Cho nên xin Thánh Linh của Chúa làm chủ và khiến cho lời Ngài là lời văn tự Logos nhưng mà trở nên lời sự sống là Rhema, lời sống động ở trong mỗi đời sống của chúng ta trong giờ này. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa ở đây. Đoạn 4 từ câu 25 cho đến đoạn 5 câu số 5. Adam còn ăn ở với vợ mình. Người sanh được một con trai đặt tên là Seth. Vì vợ rằng, Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Seth cũng sanh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây người ta hát, từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên đặt tên là người. Và Adam được 130 tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Sau khi Adam sanh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sanh con trai con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Xin kính mời Thánh đồng an toàn. Kính thưa Thánh, ngày hôm nay thì trong thời đại bùng nổ thông tin phải không? Cho nên do vậy thì chúng ta có thể sẽ được nghe, được biết, được học lời của Chúa không phải chỉ là từ nơi những cái buổi nhóm với hội thánh thôi. Nhưng mà có thể trên Internet chúng ta có thể mở rộng để có thể có được những cái điều kiện nghiên cứu, học hỏi, nghe được lời giảng luận trong lời của Đức Chúa Trời nhiều hơn, sâu hơn nữa. Do vậy đó thì đây cũng là một cái khó cho các mục sư trong cái vấn đề giảng luận, tại vì người ta nghe nhiều quá rồi, mà nhất là hội thánh của chúng ta đây là nhiều người học cao lắm, có bằng thần học đồ này kia, cho nên đó thì quả là một cái vấn đề trong cái sự giảng luận. Do vậy thì tôi hay chọn một số những cái phần kinh thánh mà chúng ta ít có cơ hội được nghe. Và một trong những cái phân đoạn mà có thể nói rằng đó là những người đọc Kinh Thánh, thậm nghiên cứu Kinh Thánh hay giảng luận Kinh Thánh thường bỏ qua, đó là đoạn 5 của sách Sáng Thế Ký. Đây là một cái đoạn mà đọc mình thấy nó có vẻ giống như là hình như nó hơi thừa. Chú liệt kê một số những người nào đó, rồi họ sống tới năm bao nhiêu tuổi thì sanh con. Sau khi sanh con rồi tiếp tục sống thêm bao nhiêu năm nữa đó, hưởng thọ hay là cuộc sống kéo dài được bao lâu rồi chết. Và cái điệp khúc này được nhắc đi, nhắc lại, nhắc tới, nhắc lui 8 lần trong đoạn Kinh Thánh này. Nó ủa, không biết sao Kinh Thánh ghi lại cái này nó có vẻ hình như nó hơi bị thừa. Có thể là những cái câu cuối cùng của đoạn này đó thì người ta quan tâm vì nó liên hệ tới Henoch là người đồng đi với Đức Chúa Trời, rồi sau đó thì nói đến Noe và bắt đầu bước sang đoạn 6 thì câu chuyện dẫn đến cái cơn đại hồng thủy, thì người ta thích đọc hơn. Chứ còn phần đầu đọc tới đây thấy tên gia phổ rồi thêm cái gì nó lặp đi lặp lại, thấy dường như nó có vẻ thừa. Thế nhưng kính thưa Hội Thánh, chúng ta phải nhớ rằng lời Đức Chúa Trời đã được thét luyện đến 7 lần. Một chấm một nét ở trong lời Đức Chúa Trời không qua đi được. Trời đất sẽ qua nhưng mà lời Đức Chúa Trời không bao giờ qua, cho đến khi nó được ứng nghiệm, cho đến khi nó được hoàn thành. Cho nên thì, xin lỗi, không biết là ở đây chúng ta đã có cái máy nghe và có người thông dịch, cho nên là không biết là có ai cần không ạ? Có ai cần để người ở bên trong sẽ thông dịch? Tại vì hôm nay chúng ta thấy có những người, nếu có cần, nếu không thì chúng ta sẽ thấy, thí dụ như David đây nè, ha, rồi ông bà Douglas, Elizabeth. Chúng ta nếu mà có cần á, xin người ở trong ban kỹ thuật á, xin bước ra phía ngoài để giúp cho cái này ha. Tôi ở trên này không có điều khiển được. Xin bước ra để liên hệ với gia đình của David để hỏi có cần thì set up giùm cho cái việc đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại. Ở đây
Trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua đó, thì hôm nay tôi muốn cùng với Hội Thánh chúng ta sẽ suy gẫm trong cái tiêu đề đó là Chúa ban cho một cơ hội mới. Chúa ban cho một cơ hội mới. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, chậm giận và giàu ơn. Ngài là đấng không đãi chúng ta theo tội lỗi mình, nhưng mà tha thứ cách dồi dào. Và là đấng ban ơn cho chúng ta đến ngàn đời, ngàn thế hệ. Nhưng Ngài cũng là đấng công nghĩa và thánh khiết, chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và phạt con cháu trải qua 3-4 đời. Chúng ta thấy sự sửa phạt của Chúa với tội lỗi thì chỉ có 3-4 thế hệ thôi. Nhưng mà sự ban ơn của Chúa bởi sự nhân từ, thương xót của Ngài thì đến ngàn đời lắm. Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, trong đời sống của mình, theo Chúa có những lúc chúng ta thất bại. Chúng ta làm rất là nhiều điều mà phải chuốc lấy những cái hậu quả đau đớn, tai hại, gây đổ vỡ. Đời sống của mình có thể là vấp phạm, lui đi trong đời sống đức tin, rồi thậm chí có thể trở về với thế gian, sống như một cái người không có Chúa. Có khi đời sống vợ chồng có những cái nan đề xảy ra, xung đột, không được hạnh phúc, hoặc là tệ hơn, nó dẫn tới sự đổ vỡ, ly dị. Và những điều này không chỉ là gây đau đớn cho vợ chồng, nhưng mà ảnh hưởng đến thế hệ tiếp nối của mình, là con cái của mình nữa. Trong Hội Thánh cũng có những cái đổ vỡ. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, không hiếm trường hợp, nếu không muốn nói rằng thường xuyên có những cái sự đổ vỡ, khiến cho có một bộ phận, một số người nào đó có thể vì xung đột, vì bất mãn gì đó, họ tách ra khỏi Hội Thánh, gọi là thành lập Hội Thánh mới. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó chỉ là một cái thứ hình thức Hội Thánh bị vỡ ra, chứ không phải là nở ra. Đó không phải là thành lập Hội Thánh mới. Hội Thánh phải nở ra, chứ không phải là vỡ ra. Thành thử đây là điểm mà chúng ta có thể thấy rằng tại sao lại có những cái sự đổ vỡ như vậy. Bởi vì chúng ta sống trong một cái thế giới tội lỗi. Và một trong những cái điều mà chúng ta có thể thấy được nữa đó là gì? Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho những người nhân đức mà họ phải bị thất bại, họ phạm tội? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Kể cả những cái người mà được coi như là bậc tổ phụ ha, hay là họ được gọi là những anh hùng của đức tin, thì chúng ta có thể thấy có những nhân vật, thí dụ như là Abraham cũng phạm tội, đúng không? Tổ phụ đức tin đó, phạm tội. Chúng ta thấy kể cả một người rất là yêu mến Chúa như là vua David phạm tội, mà không phải tội nhẹ. Salomon, một người rất là khôn ngoan, nhưng mà cũng phạm tội. Và nếu liệt kê ra thì nhiều lắm. Và trong Tân Ước chúng ta thấy rằng ngay cả trong hàng ngũ sứ đồ, 12 sứ đồ mà Chúa đã chọn, được sống gần gũi với Chúa, được hưởng lấy mọi ơn của Chúa nữa, nhưng mà chúng ta thấy trong đó cũng có một người đã phản Chúa. Và những người còn lại cũng không có nghĩa là họ luôn luôn được mạnh mẽ và họ luôn luôn được đắc thắng hết đâu. Phi-e-rơ cũng chối Chúa. Các môn đồ khi đối diện với thập tự giá của Đấng Christ thì họ cũng bỏ Ngài mà trốn đi. Rồi Hội Thánh đầu tiên cũng đầy những con người được gọi là nhân đức, nhưng mà họ lại bị vấp ngã. Những điều này Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta hết. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta về những trường hợp, những con người nhân đức nha, những anh hùng đức tin, nhưng mà họ lại bị vấp ngã. Tại sao? Không phải là để cho chúng ta lấy đó làm cái tấm gương sáng cho mình đó, để mà chúng ta bắt chước noi theo. Có những người họ vinh vào đó, chúng tôi không hơn gì tổ phụ mình, cho nên mấy người đó còn thất bại, huống gì tôi yếu đuối hơn. Cho nên chúng ta bào chữa cho những cái sự phạm tội và thất bại của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về những người nhân đức bị vấp ngã là để tỉnh thức chúng ta đừng có sa vào trong những cái vết xe đổ đó, chứ không phải là để khuyến khích chúng ta phạm tội và có chỗ dựa để chúng ta bào chữa cho tội lỗi, mà là một lời cảnh giác cho chúng ta. Ngay cả những người nhân đức như vậy đó, họ sống gần với Đức Chúa Trời, có đức tin thật là sắc son với Chúa, yêu kính Chúa như vậy, mà họ vì không cẩn thận ở trong đời sống của mình, vì không biết kính sợ Chúa và nhờ cậy nơi Chúa, cho nên họ mới vấp ngã. Thì cái điều đó làm cho chúng ta tỉnh thức hơn.
để mà chúng ta giữ mình ở trong Chúa. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta biết rằng mặc dầu sự thất bại, ai gieo cái gì thì phải gặt cái đấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là họ phải chịu hậu quả của những cái sự sai phạm hay là sự phạm tội của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời rất nhân từ, bởi vì Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội thứ nhì, một cơ hội khác, một cơ hội mới để chúng ta có thể sửa lại, hồi phục lại nhờ vào lòng nhân từ, thương xót và ân điển của Chúa. Trở lại với câu chuyện của chúng ta ở đây thì chúng ta thấy rằng đó là đã có hai cái sự sa ngã diễn ra. Thứ nhất là sự sa ngã trong vườn Ê-đen bởi tổ phụ loài người là Adam và Eva. Satan đã đến và cám dỗ họ để mà họ đã chọn một cái vị thế khước từ Đức Chúa Trời và đứng trong vị trí độc lập. Họ muốn tự chủ, họ không muốn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Cho nên đó, Satan đã cám dỗ cho cái sự tự chủ đó để nói rằng nó hễ ai các ngươi mà ăn cái trái cây biết điều thiện và điều ác này thì sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Nghĩa là bằng Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ khôn ngoan và đầy năng lực, không cần nhờ cậy vào Chúa gì hết. Đó là sự sa ngã của Lucifer để trở nên Satan, của một thiên sứ trưởng trở nên quỷ sứ. Và bây giờ nó gieo cái điều đó vào ở trong tổ phụ của loài người, từ Eva cho đến Adam, khiến cho họ chọn cái vị trí độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Mặc dù không có nghĩa là để họ sẽ sống cho điều dữ, mà họ nói rằng không, họ đủ sức để mà sống cho điều thiện và từ bỏ điều dữ. Họ nghĩ là họ có đủ cái năng lực để làm như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cuối cùng thì họ thất bại. Nhớ nha, sự sa ngã lần thứ nhất là chọn cái vị thế độc lập khỏi Đức Chúa Trời, hay một cách khác là sự tự lập, tự chủ của con người. Nó dẫn tới tự tín, tự tin đó. Rồi cuối cùng là tự gì? Là tự tử. Phạm tội chết thôi, tiền không có tội lỗi là sẽ chết. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng sau đó Chúa lập một cái sự giải cứu cho họ. Ở trong đoạn 3 câu 15 của Sáng Thế Ký ghi lại cho chúng ta về điều đó. Ngài cho họ một cơ hội để có thể khôi phục lại cái vị trí mà họ đã bị trật ra. Và bây giờ Chúa khôi phục trở lại, đó là ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Và đoạn 3 câu 15 là một lời tiên tri cho chúng ta biết là dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Rồi Chúa cũng đã dẫn tới việc Ngài giết một con chiên làm cho nó đổ huyết ra, rồi mới lột cái da của nó ra làm cái chiếc áo che cho cái sự lõa lồ xấu xa của tổ phụ con người. Chúa cho họ một cơ hội để có thể được tha thứ, được hồi phục lại bởi ơn cứu chuộc của Ngài. Nhưng mà rồi chúng ta thấy cái điều tiếp theo, đó là câu chuyện của Cain và Abel. Và Cain vì cớ ganh tị, ghen ghét và muốn đi trong cái con đường sai trật và nghịch lại đối với Đức Chúa Trời và những gì thuộc về Đức Chúa Trời, những ai đi theo Đức Chúa Trời, đó là em mình đi nữa là Abel, thì chúng ta thấy Cain đã giết em của mình là Abel, giết ở tại bàn thờ của sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói rằng giết em của mình trong hội thánh ngày hôm nay. Vì hội thánh hôm hiệp là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà ma quỷ cũng xen vào, và những con người mà không có cảnh giác, không có tỉnh thức, chúng ta có thể giết anh em mình. Và câu chuyện của Cain và Abel không phải là chuyện thần thoại đâu, không phải là truyền thuyết đâu, bởi vì nó đã được nhắc lại ở trong Tân Ước. Nhiều lần Cain và Abel đã được nói tới. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng ở trong chỗ đó, kẻ giết người là ai? Ngày hôm nay, đó là kẻ ghét anh em mình. Thời gian thứ nhất, đoạn 3 cho chúng ta biết được, kẻ ghét anh em mình là kẻ giết người, giống như Cain vậy đó. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy rằng ngay cả trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải rất là cẩn thận, để đừng vì có một số những cái khác biệt nào đó và chúng ta tìm kiếm một cái vị thế gì đó, tranh quyền chẳng hạn, tranh địa vị chẳng hạn, tranh cái danh tiếng chẳng hạn, mà mình có thể ghét người khác bởi lòng ganh tị, hay là chúng ta tìm cách để gạt bỏ những con người đó ra. Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta.
Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng Ca-in sau khi phạm tội rồi thì cố chấp trong tội lỗi, bởi vì Chúa đã cảnh tỉnh ông dù là ông đã phạm tội trọng, giết em của mình là A-bên. Và Chúa nói rằng tội ác đang rình đợi ngươi ở trước cửa, nhưng ngươi phải trị phục nó. Nhưng mà ông không nghe. Nếu mà ông ăn năn trong chỗ đó thì ông đã có thể nhận được cái sự tha thứ của Chúa để Ngài có thể khôi phục, phải không? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng ông vẫn cứ cố chấp và đi trong cái con đường riêng của mình. Và ông khinh lờn luôn cả cái sự xử phạt của Chúa nữa. Bây giờ Chúa nói rằng như vậy thì ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi đất, lang thang thế này thì ông chấp nhận luôn. Ông nói, nhưng mà ông đặt vấn đề là nếu bây giờ tôi đi ra rồi có ai thấy tôi rồi họ có thể tra tay làm hại tôi làm sao? Thì Chúa mới nói rằng Ngài sẽ bảo vệ để ông không có bị cái điều đó. Có nghĩa là ông vẫn cứ đi con đường của mình, Chúa đuổi phải không? Thì đi, chứ không chịu quay trở lại trong sự ăn năn và đầu phục Chúa. Chúa cho ông cơ hội mà ông khước từ. Và rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó, trong cái sự sa ngã thứ nhì này đó, thì nó dẫn đến một cái hệ quả là cái gì? Nó dẫn đến cái việc là ông ra đi. Đây là ở trong đoạn thứ tư đó, ghi lại cho chúng ta câu chuyện này. Ông bắt đầu đi ra và xây dựng nên cái nền văn hóa và xã hội. Ông đi ra và xây thành. Bởi vì ông biết rằng bây giờ ông mất cái sự che phủ của Đức Chúa Trời rồi. Tôi đi ra tôi có thể bị ai đó họ ghét, họ giết tôi này kia nọ. Cho nên tôi xây một cái thành để mà tôi có thể ẩn trú, bảo vệ tôi. Một cái thành lũy. Bằng năng lực của tôi có thể tự bảo vệ mình. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó là nó lại còn dẫn tới cái vấn đề hậu tự của ông đó. Thì họ đã tạo nên những cái nhạc khí. Khi họ mất cái niềm vui từ nơi Đức Chúa Trời thì họ tạo nên âm nhạc. Nhưng mà nhằm cái mục đích là chỉ là để mình có thể giải trí, để mình sẽ có thể hưởng được nhiều điều ở trong đời sống của mình thôi. Thứ ba là họ đi ra để mà họ nuôi những bầy súc vật cho cái sự sống của mình. Tôi nuôi nó để tôi lo cho cái sự sống của mình. Và chúng ta cũng thấy có cái việc là hậu tự của Ca-in á là bắt đầu cho cái chủ nghĩa đa thê. Có nhiều vợ, nghĩa là cho những cái khoái lạc của mình thôi, chẳng cần biết đến cái việc mà Chúa đã thiết lập hôn nhân, một vợ một chồng trong vườn Ê-đen. Nhưng mà bây giờ để hưởng khoái lạc thì họ là như vậy đó, họ có hai vợ. Và chúng ta cũng thấy rằng á, những người vợ ở đây ghi lại cho chúng ta đó, Ada và Sila, thì hai người vợ, hai cô này, một người là nhắm vào cái vấn đề của sự trang điểm, cái ý nghĩa của nó là như vậy. Nghĩa là sắc đẹp, phải làm sao để mà mình có thể thật sự là lộng lẫy, mình phải là đẹp, phô diễn ra những cái gì đó của người nữ hay là của con người. Và rồi chúng ta cũng thấy, nói đến Sila là một cái con người, tức là cái người vợ thứ nhì, thì cái người này cũng là một cái người mà chú trọng đến cái vấn đề là hưởng được những cái điều sung sướng ở trong đời sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây họ đã đi ra và tạo dựng nên cái điều đó. Họ tạo dựng nên văn hóa nha, xã hội nha, mà không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng để bảo vệ cho điều đó thì họ phải tạo nên cái sức mạnh của mình bằng cách là họ tạo nên vũ khí. Đây là một số những cái việc mà từ Ca-in và dòng dõi của Ca-in đã tạo nên. Họ tạo nên nền văn hóa, họ tạo nên một xã hội của loài người không có Đức Chúa Trời. Nếu ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong những thành phố hiện đại, chúng ta sẽ thấy những cái điều này đều xuất hiện hết. Có đúng vậy không? Người ta thích ở trong những cái nhà lớn để, hoặc là cơ ngơi của mình như thế nào đó để mà nó có thể bảo vệ mình. Và họ dựa vào những cái điều đó. Cái cuộc sống của họ nó dựa vào những cái tài sản mà họ có. Những cái gì đó mà của một cái sự thịnh vượng nào đó mà họ có. Mọi việc làm của họ là thâu tóm cho cái sự sống của mình một cách rất là ích kỷ. Thay vì giống như A-bên trước đó thì cũng có chăn bày vật mà để dâng lên cho Đức Chúa Trời làm của lễ, thì bây giờ họ chăn là vì mình.
tạo nên cái gì đó của một cái sự sung túc, sung mãn để mình hưởng thụ, có điều kiện để mà mình có thể hưởng thụ. Rồi chúng ta cũng thấy là nó có biết bao nhiêu những cái cuộc giải trí ngày hôm nay ở trong các thành phố. Càng hiện đại, càng giàu có chừng nào thì cái nền giải trí đó nó hướng về những cái khoái lạc rất là xấu xa. Người ta đang chạy theo những cái điều đó. Rồi chúng ta cũng thấy họ tìm cầu những cái lạc thú của đời này. Không có lạc thú nào sung sướng cho bằng con người mà giống như là đa phu, đa thê hay là có những cái điều kiện để mà mình có thể ăn nhậu. Rồi chúng ta cũng thấy rằng họ sẵn sàng để mà có những cái loại vũ khí. Vũ khí để phòng vệ thì tốt, vũ khí để chống lại kẻ thù bất chính thì cần thiết. Nhưng mà ở đây là họ dùng những cái vũ khí để trấn áp ở trên người khác, đe dọa ở trên người khác, khống chế người khác. Cho nên chúng ta có thể thấy đó là những cái gì đã diễn ra trong cái thời đại này, từ dòng dõi của Cain. Ở đây ghi lại chúng ta những cái công việc lạ lùng mà họ đã làm. Nhưng mà rồi bây giờ chúng ta thấy cuối của đoạn 4 ghi lại cho chúng ta về Seth đã ra đời, thay thế cho Abel đã bị Cain giết chết. Abel là một cái người mà thơ Hebrew đoạn 11 khi nói về các anh hùng đức tin đó, thì đã cho chúng ta biết rằng ông là một người có đức tin. Bởi vậy mà ông kính sợ Đức Chúa Trời và ông bước đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Ông biết từ cha mẹ của mình là Adam và Eva truyền cho biết rằng đó là họ đã sa ngã trong tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời nhân từ đã hoạch định một cái giải pháp cứu chuộc cho họ. Đó là sinh tế phải chịu chết, đổ huyết ra. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là lý do mà Abel đã dâng chiên đầu lòng của mình cho Đức Chúa Trời. Thánh Kinh ghi lại chúng ta nó làm hình bóng về Chúa Giê-xu. Ngài là chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chúa là chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Cho nên ở đó chúng ta thấy Abel đã làm cái việc này. Và sự thờ phượng đó là đúng đắn theo cái đường lối của Đức Chúa Trời. Trong khi đó chúng ta biết rằng Cain là người đã phát minh ra, có thể nói là như vậy, phát minh ra tôn giáo đầu tiên, cũng là thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà theo cái cách của con người chứ không phải theo cách của Đức Chúa Trời. Không phải là ông đã chọn cái việc là chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời, rủa xả Đức Chúa Trời, không có. Thờ phượng cũng dân của lễ, nhưng mà theo cách của tôi. Cách của tôi là cái cách tốt nhất. Cho nên chúng ta có thể nói rằng sự sa ngã đầu tiên là đưa con người đến chỗ là họ tự chủ tự lập, tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời, độc lập khỏi Đức Chúa Trời, tôi không cần Đức Chúa Trời. Sự sa ngã thứ nhì của Cain là tự phụ, kiêu căng tự phụ. Và chúng ta phải cảnh giác với hai cái điều này, nó có thể dẫn con người đến chỗ sa ngã. Thế nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời lại có một cái sự khôi phục. Ngài ban cho một cơ hội mới. Đó là Ngài đã khiến cho Seth được sanh ra. Và cuối đoạn 4 ghi lại chúng ta Seth được sanh ra. Seth có nghĩa là thay thế, thế chỗ. Và rồi Seth sanh ra con của mình là Enoch. Và chúng ta lưu ý đó, câu cuối cùng của đoạn 4 nói rằng đó, Enoch đó, từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Có một cái gì đó thay đổi trong một cái xu thế xã hội lúc bấy giờ. Trong những cái trào lưu xã hội lúc bấy giờ của Cain đó, thì chúng ta thấy rằng đó, Enoch là người cầu khẩn Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhớ như thế này, Đức Chúa Trời cho mình một cơ hội mới. Nếu như chúng ta có bị vấp ngã, chúng ta có bị thất bại, gia đình có thể đổ vỡ, tình yêu có thể chết, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng Chúa vẫn có một cơ hội cho chúng ta để Ngài sửa lại, điều chỉnh lại, để Ngài thay thế nó, vì Ngài nhân từ lắm. Nhưng mà để chúng ta có được điều này thì chúng ta phải cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đừng bao giờ chúng ta cứ nói là thôi bây giờ lỡ rồi. Mà cái xu thế xã hội văn hóa ngày hôm nay nó là như thế đó, cho nên mình cứ giữ thôi kệ nó đi, buông mình cho cái dòng chảy đó. No. Chúng ta phải dừng lại và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đó là cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
Chúng ta sẽ nói đến cái điều này sao? Rồi bây giờ chúng ta thấy bước sang đoạn 5 thì ghi lại cho chúng ta về Adam và gia phổ của Adam. Chúng ta đọc lại nè. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc cái điều này giống như là ở trong đoạn 1 của Sáng Thế Ký. Chúa dựng nên Adam và Eva, phải không? Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Bởi vì Ngài dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời, phải không? Rồi Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên đặt tên là người. Và Adam được 130 tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Chúng ta lưu ý, nếu mà kể cái gia phổ của Adam và hậu tự của ông thì lẽ ra phải nói tới Cain, phải nói tới Abel, rồi mới nói tới Seth chứ. Tại sao hai người này Chúa bỏ mất tiêu à? Chúa coi như giống như là Ngài chỉ kể Adam, khi Ngài đã dựng nên Adam đó thì bây giờ là sanh ra Seth. Ở đây cho chúng ta một bài học như thế này quý ông bà anh chị em. Những cái gì đã diễn tiến trước đó đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời trong cái sự khôi phục, trong cái việc Ngài ban cho một cơ hội mới, thì Ngài sẽ sẵn sàng quên đi những cái gì đã diễn ra trong quá khứ. Nếu chúng ta biết cầu khẩn Đức Giê-hô-va, nếu chúng ta biết ăn năn quay trở lại trong sự đầu phục Chúa, chứ không phải là cố chấp vẫn giữ cái điều đó, không, mà phải sửa lại, phải chấp nhận cái sự sửa lại. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời có cái chứng, tôi không dám gọi là chứng bệnh, nhưng mà Ngài có cái quên. Ngài quên, mà Ngài quên dữ lắm. Và tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cho con, cũng nhiều khi chúng ta xin Chúa cho con có trí nhớ, đúng không ạ? Nhất là mấy người bắt đầu lớn tuổi. Xin Chúa cho con có trí nhớ. Tôi được một người chị em là cô Thúy giới thiệu cho tôi uống một cái loại thuốc bổ ốc để giúp trí nhớ của mình. Thuốc này hơi đắt tiền chút. Prevagen, ai biết thì xin uống. Cho nên chúng ta có hay cầu nguyện và dùng những cái cách gì đó để mà giúp cho trí nhớ của mình tốt không? Có không? Chúng ta có hay quên không? Có, nhất là những người lớn tuổi. Nhưng mà tôi cũng xin Chúa cho con có một trí quên giống như Ngài vậy. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một điều như thế này: Đức Chúa Trời chúng ta là toàn tri. Đến nỗi chúng ta thấy rằng có một câu danh ngôn của cái vùng phương Đông đó, họ nói như thế này: Đức Chúa Trời là đấng thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen. Không có gì qua khỏi mắt Chúa ở trên. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa lại quên nha. Mà Ngài quên sâu lắm kìa. Một khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình thì Chúa nói gì? Ngài sẽ quăng tội lỗi chúng ta xuống đáy biển. Phương Đông xa cách phương Tây thế nào thì Ngài cũng làm cho tội lỗi chúng ta xa cách Ngài bấy nhiêu. Một khi chúng ta đã ăn năn và nhờ vào huyết của Chúa tha thứ rồi, ma quỷ nó có thể kiện cáo chúng ta: ngươi đã phạm tội nha. Lương tâm của mình có thể lên án chúng ta: ngươi đã phạm tội, không xứng đáng. Nhưng nếu chúng ta đã giải quyết tội lỗi bằng sự ăn năn của mình và nhờ huyết của Chúa đó, đừng bao giờ chúng ta để cho những cái liều này nó kiện cáo chúng ta nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài là đấng quên mất. Chúng ta có tới nói: Chúa ơi, con là tội nhân. Ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa vẫn cứ nói con là tội nhân, con yếu đuối, con phạm tội thế này. Đâu có, chúng ta đâu còn là tội nhân nữa. Chúng ta là thánh nhân. Và cái vấn đề của chúng ta là phải nhớ như thế này nè: một khi chúng ta đã giải quyết bằng sự ăn năn đối với tội lỗi vi phạm của mình đó, Đức Chúa Trời quên mất nó luôn. Nó nói: ủa, ta không nhớ hả? Ngươi phạm gì? Không nhớ luôn. Thôi bỏ qua đi. Vì Ngài đã quăng nó xuống dưới đáy biển sâu, Ngài đã khiến cho nó xa cách khỏi Ngài rồi, Ngài quên mất rồi. Và xin Chúa cũng cho chúng ta có điều đó. Nhiều khi chúng ta nói đến cái vấn đề mình tha thứ cho anh chị em của mình trong những cái điều gì đó, mà họ phải là phạm lỗi mới được nha, chứ không phải tại vì tôi không thích mà tôi giận anh em, tôi vấp phạm gì đó, không có. Nếu mà họ thật sự làm cái điều sai trái đối với mình thì cái đó mới là lỗi. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta là tha thứ. Và nếu chúng ta đã giải quyết cái vấn đề đó, giải hòa với anh em của mình rồi, hãy quên nó đi, chứ đừng có lấy cái chuyện đó đút vào hồ sơ, cất vào trong ngăn tủ, lâu lâu lôi nó ra. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta xin Chúa cho con cũng có trí quên nữa, Chúa ơi. Amen. Và không phải nhiều khi họ chưa có ăn năn nữa thì xin Chúa cho con quên nó đi.
Nhớ nha, xin Chúa cho chúng ta. Nhớ là xin Chúa cho con có trí quên. Quên cái gì thì mình đã nói rồi. Bây giờ như vậy thì chúng ta thấy rằng ở nơi đây đó, Chúa không kể gì đến những cái việc của Adam Eva phạm tội hay là câu chuyện của Cain và Abel, mà Ngài nói giống như lúc ban đầu vậy. Đó là cái sự khôi phục. Ở đây nói về gia phổ thì nói đến rằng đó là vào lúc ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva con người đó, theo như hình ảnh của Đức Chúa Trời, và truyền cho họ bản lĩnh là sanh sản thêm nhiều. Và bây giờ họ sanh ra Seth. Không có nói gì tới Cain ở bên, quên mất chuyện đó qua. Chúng ta có thấy cơ hội mới mà Chúa đem đến cho đời sống của chúng ta không? Một khi chúng ta đã sai phạm, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời nhân từ ban cho chúng ta một cơ hội mới. Một cơ hội mới. Và để bắt đầu cho cái cơ hội mới mà Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống chúng ta phải cầu khẩn. Chúng ta phải cầu khẩn. Chúng ta lưu ý ở đây nói rằng đó, là Enoch từ lúc đó cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta sẽ biết như thế này. Nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 1 của Sáng Thế Ký về việc mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên muôn vật trời đất này kia đó, thì nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên các tầng trời và trái đất. Và trong 6 ngày Chúa khôi phục lại muôn vật ở trên trái đất này. Đúng không? Thì nói là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo đã tạo dựng nên loài thọ tạo. Cho nên khi nói về danh của Đức Chúa Trời á, thì ngày hôm nay chúng ta dịch ra, thí dụ như là God trong tiếng Anh, Dear trong tiếng Pháp gì đó, thì nó cũng chỉ về ông trời hay là đấng sáng tạo, đấng tạo hóa. Thì bây giờ chúng ta biết rằng cái điều đó là nói về Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với cõi tạo vật mà Ngài dựng nên. Nhưng mà bước sang đoạn 2, khi nói về việc Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người á, thì nói rằng Đức Giê-hô-va. Chúng ta cần phải phân biệt, xác định hai cái danh xưng này. Danh Đức Giê-hô-va có nghĩa là ta là đấng hằng hữu, ta là đấng ta là. Và khi xưng danh này, đây là danh của ân điển Đức Chúa Trời trong mối tương quan với con người. Nhớ nha, danh Đức Chúa Trời là nói đến mối tương quan với cõi tạo vật. Nhưng nói danh Đức Giê-hô-va thì nói đến cái mối tương quan thân mật giữa Đức Chúa Trời với con người. Cho nên đoạn 2 cho chúng ta thấy danh Đức Giê-hô-va được nói tới chứ không phải là Đức Chúa Trời nữa. Và ở đây nói đến từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta có thật sự xưng danh, kêu danh Đức Giê-hô-va không? Trong cái ý nghĩa là chúng ta có gọi Ngài là A-ba cha của con. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của mình, nhưng mà Ngài là cha thiên thượng của con. Ngài là A-ba cha của con. Đó là cái danh mà chúng ta phải cầu khẩn. Thế giới này người ta vẫn cầu trời, lập bàn thờ ông thiên. Họ nói hướng về đấng tạo hóa nhưng mà họ không biết Đức Giê-hô-va. Còn chúng ta phải biết Đức Giê-hô-va. Mà ngày hôm nay Đức Giê-hô-va là Jesus Christ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người hãy bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va để thấy cơ hội mới của Ngài mở ra. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem ở trong đoạn 5 này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng liệt kê cho chúng ta về một số những người từ Adam rồi nhảy qua Cain và Abel, không nói tới, chúng ta thấy bắt đầu nói tới Seth. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Và Adam được 130 tuổi sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Sau khi Adam sanh Seth rồi còn sống được 800 năm sanh con trai con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Bây giờ chúng ta lưu ý đến, ở đây lưu ý cái điệp khúc này được nhắc đi nhắc lại trong từng đời tổ phụ tiếp nối, là cứ đến năm bao nhiêu đó thì sanh ra con tên là gì đó. Sau khi sanh người con đó rồi thì tiếp tục sống thêm nữa, hưởng thọ được bao nhiêu tuổi, sanh con trai con gái. Và điệp khúc này nhắc đi nhắc lại 8 lần. Con số 8 là một con số có ý nghĩa lắm, kính thưa quý bạn chị em. Khi chúng ta nói về số học trong Thánh Kinh đó, thì số 8 là con số sau con số 7. Và con số này có ý nghĩa vô cùng. Chúng ta biết rằng một tuần lễ thì có mấy ngày? 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ
Thứ nhất, bắt đầu tuần lễ mới nha. Sau ngày thứ bảy là hôm qua gì? Thì hôm nay là ngày thứ nhất, một chu kỳ mới. Nhưng mà nó là ngày thứ 8, theo như Kinh Thánh. Nghĩa là con số 8 là cái con số tiếp theo con số 7. Con số 7 là con số của sự hoàn chỉnh. Sau khi đã làm một cái điều gì đó xong, một cái giai đoạn hoàn chỉnh rồi, thì cái phần tiếp nối cho cái giai đoạn đó là thứ 8. Nó ý nghĩa ở trong cái chỗ đó. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ á, thì Ngài là đấng đã đến ở trong thế gian này. Ngài giải quyết hết tất cả mọi điều về tội lỗi trong đời sống của con người, và chấm dứt tất cả mọi điều đó bởi sự chết của Ngài. Thì chúng ta biết rằng Ngài sống lại vào ngày nào? Ngày thứ nhất trong tuần lễ, đúng không? Là Chúa Nhật á, chúng ta gọi là ngày của Chúa hay là Chúa Nhật, là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Ngày mai là thứ hai. Cho nên chúng ta nhớ như thế này: ngày thứ nhất trong tuần lễ là sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Khi nói đến sự phục sinh thì phải nói đến sự chết trước đó. Ngài đã hoàn tất một cái giai đoạn, một cái mục đích bởi sự chết của Ngài, là chấm dứt những cái gì cũ để làm nên một sự mới. Và cái mới đó là ngày thứ 8. Cho nên con số 8 là con số của sự phục sinh, con số của một cái sự khôi phục lại trong sự sống. Và nó vinh diệu lắm, vì sự phục sinh của Chúa nó lạ lùng lắm. Sau khi đã ra khỏi sự chết, cho nên chúng ta tin vào sự chết của Chúa là chấm dứt tất cả những cái gì thuộc về cái quyền lực của tội lỗi. Mọi điều thuộc về tội lỗi, trong quyền lực của nó, trong bản chất của nó, trong hậu quả của nó, đều đã được sự chết của Đấng Christ chấm dứt rồi. Nó hoàn chỉnh rồi. Bây giờ là một mọi sự đều dựng nên mới. Các sự cũ đã qua đi và mọi sự trở nên mới. Đó là sự phục sinh. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa cho chúng ta thấy rằng Ngài có sự khôi phục cho chúng ta trong cơ hội thứ nhì, hay là trong cái cơ hội mới. Và bây giờ chúng ta xem nó có một sự khác biệt nha. Những cái đoạn 4 ghi lại cho chúng ta về hậu tự của Cain á, thì họ làm việc này, họ làm việc kia, lớn lao ghê lắm á. Nói về những công việc của họ, nhưng mà không nói đến là họ sống bao lâu. Nói về những việc họ làm mà không nói họ sống bao lâu. Thế nhưng mà chúng ta thấy bước sang đoạn 5, trong cái dòng dõi cầu khẩn Đức Giê-hô-va đó, thì chúng ta thấy nói đến sự sống. Cho nên chúng ta đọc lại thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Thứ nhất á, là cái chữ sống này á, nó được đề cập hai lần trong cái điệp khúc này. Cho nên á, sau khi Adam sanh xết rồi, còn sống được 800 năm. Rồi sao nữa? Vậy Adam sống thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Lời Chúa từng chữ nha, chúng ta phải nhớ điều có ý nghĩa của nó, mà ở đây lặp lại là sống hai lần. Adam sống 130 tuổi thì sanh Seth. Sau khi sanh Seth rồi tiếp tục sống nữa, và sống được, thọ được 930 tuổi, sống gần một thế kỷ. Lịch sử loài người khoảng chừng 6.000 năm, mà ông sống gần 1.000 năm, 930 tuổi. Rồi chúng ta sẽ thấy cái điệp khúc này được nhắc đi, nhắc lại 8 lần hết thảy. Có 10 nhân vật được đề cập, nhưng mà trong đó 8 lần nói đến cái điều này trong cái điệp khúc. Trừ ra là Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời, rồi Chúa cất lên. Và Nô-ê là tiếp nối cho đoạn tiếp theo về cơn nước lụt. Thì không có nói đến cái vấn đề là ông sống hay là ông qua đời. Nhưng mà 8 người còn lại, 8 điệp khúc nhắc lại, nó nhấn mạnh sự phục sinh, sự sống mới. Và sống, kính thưa quý bạn chị em, nhiệm vụ của đời sống chúng ta thuộc về Chúa đó, là chúng ta sống cho Chúa. Chúng ta sống với Chúa, chúng ta sống nhờ Chúa. Tất cả những cái điều mà người dòng dõi Cain đã làm nên, họ tạo nên cả một cái nền văn hóa, bao gồm tôn giáo, bao gồm những cái thành phố kiên cố, bao gồm những cái sự trù phú về xuất sinh. Rồi chúng ta thấy rằng đó, về nhạc khí, rồi về lạc thú, rồi về vũ khí. Ô, họ làm nên nhiều cái điều lạ lùng lắm.
Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa không có nói họ sống gì hết trơn. Mọi điều nào làm được của con người mà không có Đức Chúa Trời thì nó là hư không. Nếu chúng ta có thể là sở hữu cả một cái thành lớn nha, không chỉ là thị trưởng nhưng mà chúng ta có thể là chủ sở hữu luôn của một cái thành phố, ghê gớm lắm phải không? Nếu chúng ta có đầy đủ vũ khí, chúng ta nhạc khí đủ thứ chuyện, rồi thịnh vượng trù phú về vật chất, về tiền bạc, về quyền lực mà không có Đức Chúa Trời á, chỉ là hư không mà thôi. Còn hễ mà có Đức Chúa Trời á thì nó mới được kể là sự sống, mới là sống thật. Vì vậy mà tôi đã làm chứng đó, chúng ta nhớ không? Tuần rồi tôi cũng có nói. Tôi sống cho đến năm tôi 22 tuổi thì tôi chết. Kể từ đó là tôi bắt đầu đời sống mới. Thế nghĩa là tôi tin Chúa cho nên tôi chết mất rồi. Con người của tôi chết rồi. Trước đó cuộc sống nó coi như vô nghĩa, hư không, Chúa không kể gì hết á. Chết rồi. Đối với không phải là sống thật. Những người mà chúng ta đang thấy ở đây là những người đang chết. Nếu mà họ không có Chúa, họ đang chết. Chứ không phải họ đang sống đâu. Chỉ những người nào cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, đó là người thật sự sống. Điều gì chúng ta làm ở trong Chúa, cho Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa thì nó mới được kể là sự sống. Và chúng ta thấy những người ở đây đó, họ chỉ làm nhiệm vụ thôi. Không thấy công việc gì họ làm đó. Một nhiệm vụ họ làm là họ sống. Họ sống là làm gì nữa? Hãy có sống thì sanh. Cho nên ta lưu ý nha. Sống, sự sống là phải có kết quả. Cho nên gọi là sanh. Và chúng ta xem ở đây nè ha. Adam được 130 tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Sau khi Adam sanh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sanh con trai và con gái. Ba lần chữ sanh này được nhắc lại. Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài và truyền mạng lệnh cho họ hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Nhiệm vụ của họ là sống cho Đức Chúa Trời và sanh sản cho Đức Chúa Trời thôi. Quý bà anh chị em có đang sống cho Đức Chúa Trời và sanh không? Chúa kể cái điều đó là điều quan trọng trong trách nhiệm của chúng ta mà Chúa giao phó rồi nha. Đối với các tổ phụ loài người, ví dụ như Adam ở đây thì họ sanh theo nghĩa đen, sanh ra con cái của mình đúng không? Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay á, không phải chỉ là chuyện sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy nhà, đầy thành phố, đầy dãy đất này kia nọ, nạn nhân mãn. Nhưng mà là sản sinh thuộc linh. Trong đó cái quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải có là bông trái. Sanh là bông trái của sự sống. Chúng ta phải kết trái của Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta cũng phải kết trái là những người tin Chúa qua đời sống đức tin. Vì mỗi chúng ta là một hạt giống mà Chúa gieo vào trong đất này. Thì chúng ta phải kết quả. Cho nên phải nhớ nhiệm vụ của quý bà anh chị em và tôi trong Chúa là chúng ta sống và chúng ta sanh cho Chúa. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và điệp khúc này chúng ta về đọc cả đoạn 5 đi, nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui 8 lần. Nhấn mạnh, nhấn mạnh, nhấn mạnh. Không thấy họ làm cái gì ngoài ra sống và sanh cho Đức Chúa Trời thôi. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta lưu ý đến cái việc mà chúng ta cầu khẩn. Cầu khẩn là để chi? Để ngăn giữ, bảo vệ chúng ta khỏi những cái điều thuộc về tội ác tràn lan ra chung quanh cuộc sống hiện tại hay là cuộc sống của con người. Chúng ta cầu khẩn Đức Chúa Trời. Một trong những cái điều mà chúng ta lưu ý như thế này, thưa quý bà chị em, cầu khẩn Chúa đó. Chứ cầu khẩn không phải là cầu nguyện. Đúng nó là cầu nguyện, nhưng mà nó không chỉ là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện á, là có thể thầm lặng được. Nhưng mà cầu khẩn ở đây là kêu la. Là chúng ta kêu la cho Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem ý nghĩa của cái sự cầu khẩn này. Chúng ta có nhớ hồi tuần rồi chúng ta học lời Chúa ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn mấy không? Cái sự ấy ra khỏi ta rồi. Mấy cái này xin Chúa cho mình có trí nhớ chứ đừng có trí quên ha. Lời Chúa phải nhớ. Ê-sai đoạn 12, chúng ta trở lại với phần kinh thánh này để chúng ta thấy Chúa nói như thế nào.
Trong câu số 3 nói như thế này: Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Cho nên tôi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi nguồn của sự cứu. Bây giờ múc nước ở nơi các nguồn của sự cứu là có nghĩa gì? Chúng ta hãy xem. Câu số 4 nè: Và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, rồi hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm nên những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Sion, hãy kêu lên to tiếng. Đó là cầu khẩn đó. Khi chúng ta cầu khẩn có nghĩa là chúng ta phải phát ra bằng một âm thanh, mà nó phải là một âm thanh lớn và mạnh mới gọi là kêu cầu, cry out. Không phải là thầm nghĩ, không phải là nói thầm. Chúng ta cầu nguyện là như vậy, mà cầu khẩn là khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có được cái điều này. Và tôi luôn khích lệ các bạn chị em, tại sao trong những lúc mà chúng ta ngợi khen cảm tạ, ở đây nói chúng ta hãy lớn tiếng mà làm cái điều đó. Tại sao tôi thường cầu nguyện lớn tiếng? Nhiều người cũng nói mục sư cầu nguyện lớn tiếng quá, người ta không hiệp ý được. Hay xin lỗi, không phải là hiệp ý, người ta không cầu nguyện được. Chi phối quá. Tôi nói ai biểu cầu nguyện nhỏ chi thì cứ cầu nguyện lớn đi. Và tôi quen trong sự cầu nguyện như vậy. Anh chị em phải nhớ thế này: khi mà mình nói có thể nói nhỏ, nhưng mà kêu á, David lại đây, Trang lại đây, hay kêu hai vợ chồng David với Trang, kêu gọi cái người đó đến, đó là kêu gọi người đó, nó phải la lớn lên. Rồi bây giờ con thi đậu thì mình sao? Mừng quá, con đã thi đậu rồi, nó la lớn lên khi chúng ta có một cái niềm vui nào đó. Có đúng vậy không? Nếu mà làm sai, la rầy nó. Cái này quen lắm, nhiều người trong ta đúng không? La rầy con cái của mình vì khi nó là sai phạm. Mỗi lần chúng ta la lên như vậy mệt không? Mệt không? Mệt chứ. Cho nên là bởi vì mình la, mình trút hết tất cả mọi cái gì đó, hơi thở sinh khí của mình gì đó, thì sao? Phải hít vào. Chúng ta thấy có những người mà họ sợ hãi đến cái gì đó mà đến nỗi họ la thét lên ha. Thì nếu mà có một cái người đến để trấn an họ đó, thì nói calm down, nói sao? Hít sâu vào nữa. Tại vì họ la quá, họ mất hơi, họ yếu, họ cảm thấy sợ hãi gì. Thì cách khắc phục là gì? Hít sâu vào. Cầu khẩn là hô hấp thuộc linh. Cho nên chúng ta phải nói lớn tiếng lên, kêu vang với Đức Chúa Trời. Anh, ông bà chị em mà học tập để mà ca ngợi Đức Chúa Trời lớn tiếng nha, nó sẽ giải phóng linh của chúng ta. Hãy tập đi rồi chúng ta sẽ thấy nó có một cái sức mạnh làm cho đức tin của chúng ta nó được tăng cường lên một cách rất là mạnh mẽ. Khi chúng ta nói lớn tiếng, ca ngợi Đức Chúa Trời, lớn tiếng đi. Nếu có cơ hội hãy làm điều đó. Còn nếu mà chỗ nào có vẻ hơi khó quá thì đi lên núi á, đi vô trong rừng sâu không có ai đó, la lên, hát lớn lên. Chúng ta sẽ thấy nó phóng thích linh của chúng ta. Lạ lùng lắm đó. Cho nên đó là lý do mà giờ tôi quen vậy rồi, nên tôi cầu nguyện lớn tiếng, quen kêu tôi cầu nguyện nhỏ không được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người cầu khẩn Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta xem cầu khẩn Đức Chúa Trời đem tới những cái, trong những cái hoàn cảnh nào và đem tới những cái kết quả nào. Ở trong Thi Thiên thứ 116 chúng ta mở ra. Thi Thiên số 116. Ở đây ghi lại cho chúng ta như thế này. Không có thời giờ để đọc hết đâu, nhưng mà tôi sẽ nhấn mạnh. Câu số 1: Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi. Ngài không có phải nghe sự cầu nguyện của tôi, không có. Ngài nghe tiếng. Đó là gì? Và lời nài xin của tôi. Thì chúng ta có nài xin ai chưa? Có, đúng không? Chúng ta có nài xin. Nài xin là năn nỉ rồi này kia, phải nói này kia nọ, nói tới, nói lui, nói bằng lời. Cho nên là lời nài xin của mình. Câu số 2: Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tai tôi. Cho nên chúng ta thấy rằng tôi cầu khẩn Ngài và là trọn đời. Câu số 4: Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Cho nên chúng ta thấy rằng sự cầu khẩn dẫn đến sự giải cứu.
Và chúng ta đọc tiếp nữa, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hay làm ơn và là người công bình vân vân. Ngài bảo hộ cho chúng ta, Ngài cứu chúng ta khỏi sự khốn khổ. Chúng làm cho chúng ta được an nghỉ, được hậu đãi bởi Đức Chúa Trời nữa. Rồi được giải cứu khỏi sự chết và khỏi giọt lệ, khỏi sự vấp ngã. Đó là cầu khẩn đó. Nó sẽ dẫn tới những cái kết quả lạ lùng như vậy. Cho nên ở đây nói câu số 9 và 10, tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói. Và Chúa giải cứu mình khỏi sự buồn thảm, khỏi cơn bối rối. Câu số 13, tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi. Hồi nãy mình nói đó, ở trong Ê-sai 12 đó là múc ở nơi nguồn của các sự cứu đó đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, cầu khẩn, tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Câu số 17, tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đó, trong cái sự dâng của lễ là để ngợi khen, chúc tán và cầu nguyện lớn tiếng, kêu lên to tiếng. Nguyện Chúa cho chúng ta có được điều này. Và chúng ta phải nhớ như thế này nè. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ ghi lại cho chúng ta về một trong những cái đặc điểm của hội thánh đầu tiên. Công vụ các sứ đồ ghi lại cho chúng ta về lịch sử hội thánh đầu tiên. Thì trong đó có một người tên là Sao-lơ, ông bắt bớ hội thánh. Rồi bây giờ làm sao giữa bao nhiêu người dân chúng và biết người nào là cơ đốc nhân, người nào không? Có một dấu hiệu làm cho Sao-lơ nhận diện ra được ai là cơ đốc nhân. Đoạn 9 ghi lại cho chúng ta về điều này. Câu số 14 ghi, bây giờ người ở đây, người tức là ông Sao-lơ này nè, với cái trác của tòa công luận để đi bắt bớ, giam cầm, xử tội đối với những cơ đốc nhân đó. Thì ở đây nói như thế nào? Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Chúa. Một trong những cái dấu hiệu mà nhận diện ra, phát hiện ra được cơ đốc nhân ở giữa đám đông đó là ai, cái người này cầu khẩn danh Chúa nè. Rồi chính hắn cơ đốc nhân bắt nhận diện ra điều đó. Và chúng ta biết sau đó thì khi mà ông được gặp Chúa, được giải cứu đó, đoạn 22 ghi lại ông đã tường trình lại như thế này nè. Sau đó Anania đã được sai phái đến với ông. Sau khi ông bị được thấy Chúa và bị mù á, thì chúng ta thấy rằng ông đã có sự cầu nguyện. Và câu số 16 ghi lại, bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Đoạn 22 câu số 16 ghi lại chúng ta. Ông đã bắt bớ những người cầu khẩn danh Chúa. Bây giờ sự ăn năn của ông là gì? Ông lại phải cầu khẩn danh của Ngài. Quý bạn chị em có cầu khẩn danh Chúa như vậy không? Đi vào trong tiệm ăn có, tôi không nói là chúng ta cầu nguyện lớn tiếng cho người khác nghe, nhưng mà người ta có thấy là ủa, người này đang cầu nguyện. Mà nếu họ hỏi chúng ta đó, thì họ sẽ có thể biết là chúng ta cầu với ai. Chúng ta có không? Thì thôi thì đó cũng là một cái dấu hiệu đi. Nhưng mà cái phần của mình là cái quan trọng là gì? Phải là làm dấu mà là cầu nguyện. Nguyện Chúa cho hết thảy chúng ta là những người cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Cầu nguyện lớn tiếng đi, rồi sẽ thấy chúng ta được giải phóng linh. Và quyền lực của linh sẽ đổ xuống trên chúng ta một cách lớn lao. Khi chúng ta biết lớn tiếng kêu cầu. Nếu chúng ta muốn nhận lấy quyền phép từ trên cao, nếu chúng ta muốn nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh và các ân tứ thuộc linh. Đoạn 2 của sách Công vụ các sứ đồ ghi lại cho chúng ta về lời đã truyền dạy trong sách Joel được ứng nghiệm. Trong những ngày sau đó, Ngài đổ thần của Ngài xuống ở trên chúng ta luôn với mọi quyền và ân tứ đó. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được. Có những người họ cũng cầu nguyện, Chúa ơi xin cho con báp têm Thánh Linh, nhưng mà im miệng. Không chịu lớn tiếng, nó thiếu một điều kiện căn bản. Chính yếu phải kêu lên. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được. Cái lời hứa đó. Xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này, kính thưa quý bà chị em. Và nguyện Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta nhận biết sự nhân từ, ân điển rời rộng của Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một cơ hội mới sau những cái sự đổ vỡ, sau những sự thất bại, sau những sự vấp ngã. Khi chúng ta biết quay trở lại cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Và nguyện Chúa cho chúng ta ngày hôm nay nhớ đến đời sống mới mà Chúa ban cho chúng ta, cơ hội mới mà Ngài phục hồi lại ở trong đời sống chúng ta là sống cho Chúa. Con sống cho Chúa. Con sống trọn đời con cho Chúa. Rồi làm gì nữa? Sanh
sanh ra cho nhiều, sanh kết bông trái và sanh ra những cơ đốc nhân mới. Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự phụng. Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ và sự thương xót lớn lao mà Ngài dành cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con buổi sáng hôm nay học về những sự thất bại của các bậc tổ phụ. Họ là những người có một đời sống gần gũi với Đức Chúa Trời và hưởng lấy những ơn lạ lùng lắm. Nhưng mà vì không có tỉnh thức, không có kính sợ Đức Chúa Trời, không có biết nương cậy ở nơi Ngài mà họ đã vấp ngã. Do vậy Đức Chúa Trời, tại đây Ngài đã hai lần ban một cơ hội mới để khôi phục sau những sự sa ngã đó. Chúa kính yêu ơi, con cầu nguyện để xin Ngài giúp đỡ cho chúng con. Chúng con không bào chữa về những thất bại của mình. Chúng con nhận với Chúa rằng chúng con đã phạm tội vì không kính sợ Chúa, vì không vâng lời Chúa. Và chúng con ăn năn về những cái điều mà chúng con đã sai phạm. Và xin đừng để cho chúng con lại đi đường của Ca-in. Nhưng mà xin Ngài giúp đỡ cho chúng con đi đường của Seth. Một sự thay thế mới. Và cầu xin chính mình Chúa cho chúng con như Enoch, là những người cầu khẩn danh Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con sống vì cớ sự làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con sản sinh ra vì đời sống kết quả của chúng con sẽ được Cha sáng danh đẹp lòng. Cầu xin Chúa ban phước của Ngài để lời của Ngài buổi sáng hôm nay soi sáng hướng dẫn và cảm thúc lòng của mỗi chúng con, vừa muốn vừa vui lòng làm theo thánh ý của Chúa trong sự tận hiến đầu phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Sau giờ này chúng con có thì giờ để được thông công với nhau trong bữa ăn Agape. Xin Chúa ban phước cho những người có công khó phục vụ. Và xin Ngài cũng ban phước cho thì giờ các chị em của chúng con, những người nữ trong hội thánh, những người nữ tài đức trong hội thánh của Chúa sẽ nhóm hiệp với nhau. Xin Chúa ban phước của Ngài trên hết thảy chúng con, cũng như trong một tuần lễ mới, một chu kỳ mới, một giai đoạn mới của tuần lễ. Chúng con xin Ngài cho chúng con bắt đầu với Chúa và bước đi với Chúa để sống cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ.